không cần muối, dứa gọt xong cho vào ngâm cùng thứ này ăn vào hết rát lưỡi, còn ngọt hơn. Dứa là loại quả được nhiều người yêu thích vì có hương vị ngọt thơm, hơi chua. Dứa thường được dùng để ăn trực tiếp, ép nước hoa quả, làm bánh, sấy dẻo, mà món nào cũng ngon. Quả dứa rất giàu vitamin A, vitamin C, canxi, kali và photpho, ít chất béo và cholesterol nên rất bổ dưỡng. Bạn nên thêm dứa vào chế độ ăn uống để cải thiện và duy trì sức khỏe. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều dứa, chúng ta thường có cảm giác tê rát lưỡi, điều này khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Để khắc phục tình trạng này, nhiều người ngâm dứa đã gọt với nước muối loãng, giúp dứa khi ăn không bị rát lưỡi. Tuy nhiên, có thể sẽ xảy ra trường hợp khi ăn bạn sẽ cảm thấy dứa hơi mặn một chút. Đầu bếp đã mách, ngoài muối, bạn có thể ngâm dứa với nước pha nguyên liệu này. Dứa không chỉ hết gây tê lưỡi mà còn khiến dứa ngọt hơn. Vậy đó là nguyên liệu gì? Các bạn hãy cùng tham khảo cách làm sau đây nhé. Trước tiên để có dứa ngon bạn hãy chọn quả chín tự nhiên, có màu rất vàng. Màu càng vàng, độ chín càng cao, hương vị càng ngọt hơn những quả có màu vàng pha lẫn màu xanh lá cây. Ngoài ra, mua dứa nên lấy quả to. Khi quả dứa chín thật vàng, quả lại to thì các mô thịt dứa bên trong thực sự đã trưởng thành, nở to ra, nhiều thịt và mang lại hương vị ngọt tự nhiên. Không chọn quả quá cứng hoặc thối hỏng. Dứa sau khi mua về dùng dao sắc gọt vỏ, bỏ mắt. Khi bỏ mắt bạn có thể khứa theo đường chéo hoặc đường thẳng. Nói chung, cứ theo đường mắt dứa để khứa và bỏ mắt dứa, khiến miếng dứa cắt ra rất đẹp, không gây nát quả. Bổ đôi quả dứa, sau đó loại bỏ phần lõi cứng bên trong vì những phần lõi cứng này vừa dai khô, ăn vào còn gây tê lưỡi hơn bình thường. Sau đó bổ dứa thành các miếng vừa ăn. Chuẩn bị một chậu nước sôi để nguội, cho một ít baking soda vào với nước trong rồi dùng đũa khuấy đều. Sau đó cho dứa đã cắt miếng vào ngâm trong vòng 10 phút là có thể dùng được. Việc ngâm nước pha baking soda khi ăn dứa là do các chất protease có trong dứa có tác dụng kích thích nhất định đối với da và miệng của con người, khi ăn dứa sẽ có cảm giác tê và se. Mà vừa hay, baking soda có tính kiềm, nó có thể phân hủy protease và loại bỏ acid oxalic trong dứa. Dứa được xử lý theo cách này sẽ không cảm thấy khó chịu hoặc tê lưỡi. Sau khi ngâm dứa trong nước có pha baking soda, bạn chuẩn bị một lượng nước thích hợp để rửa sạch. Khi ăn, dùng khăn giấy thấm khô nước và thưởng thức. Cách này vừa không làm mất vị dứa mà còn khiến dứa thơm ngon hơn.